Anh đừng biết mà nè. Chào cả nhà, vô nữa nha cả nhà. Ngày nay mình gặp nhau mấy lần nha. Rảnh rỡ xanh năng nổi nè. Cô Kinh Nít Trí nha. Dễ rất là dễ nè, lẹ nè, nhanh gọn lẹ nè nha. Nước sơn keo thường nha quý vị, nước sơn keo màu đen nha. Vẽ cái thân cây, một cái điểm tựa cho mình trước. Vẽ đây. Vẽ đi quý vị, dễ dễ lắm, mày thảo hướng dẫn thì dễ dễ. Mình vẽ giống như ngày xưa mình vẽ qua lá cỏ. Vẽ con cò nè, 1, 2. Cho cái gốc mình vẽ, sau khi mình vẽ cái lá xong rồi mình coi cái thân hình cái lá mình như thế nào, cho gốc nó bự lên chút nữa nha. Đây một cây nữa, thường khi mình vẽ cái thấp cây cao cho nó dễ thấy hơn, giống như là hàng xa hàng gần. Khái thôi, đại khái thôi, mình không phải là họa sĩ. Đã còn ai muốn vẽ trái thì chấm thêm mấy cái bi thì thành trái. Đây một cây rồi, đây một cây nữa. Mình muốn vẽ hoa cũng được, hay vẽ một hàng nó một xuôi một chiều cũng được. Mai Thảo đang vẽ một chiều cho quý vị dễ vẽ nè, cho những ai không biết vẽ thì vô đây tập vẽ nha, cho những người không biết thôi nha, những người biết thì không dám. Cách dễ vẽ lắm đó. Dễ vẽ nhất á, treo vẽ màu đen nha quý vị, cái chai không có cần treo vẽ, treo mình sơn thường á, này mình đang vẽ là treo thường nha. Cho màu đen nha. Vì này cái dừa của Florida nè bị gió bão thổi tơi bời hết rồi. Tơi bời lên. Lá bị sững lên. Sững quý vị em nè nha quý vị, quý vị ơi cái dừa nè nha quý vị, quý vị ơi quý vị còn nhớ em không quý vị, giờ đi quý vị cũng cò bay lả nè đó, cũng cò bay lả nè đó. Vô đi quý vị, ai thích thì chia sẻ về nhà mình nha, hay chia vô nhóm cũng được nha quý vị, rất là dễ vẽ cho quý vị vẽ nha, cho những anh chị em nào không biết vẽ nha, còn những người mà biết vẽ vẽ rồ là mình không dám so sánh nha, mình chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi nha quý vị, quý vị. Có ai thấy dừa nhớ nhà đáng chịu nha, không nhớ thì nhớ tới Florida nè. Cái chân cái tay có tiền vô rồi, gãy không tàn cái hơn. Cái tay chắc tối nay chúng sớm quá.
Thì bột màu hồng nổi với lại màu vàng nổi mình đắp ông rấy lại nha cả nhà. Thì mình sẽ ra được hai màu, ba màu, mình có dư màu vàng, màu cam. Gợn gợn này là bờ đắp nha quý vị, bờ đắp nha. Đây cái dừa quê hương nha. Đơn giản thì tôi đang giỡn nha. Mỗi năm đến hè, hè là ở bên Florida của mình nó khách đó, nó rẻ nhiều nhiều cây dừa lắm. Thôi cây dừa này nó mập không, nó như vậy. Đây phải có cây lớn, cây bé, cây mập, cây ốm nha. Đơn giản. Rồi là xong. Đắp ông rấy dễ dừa là xong. Chưa đơn giản, nhanh gọn lẹ, dễ dễ nhất luôn á. Rồi là xong. Đẹp luôn nha. Rồi bỏ dầu là xong. Đẹp nha các bạn, cái đẹp nha quý vị. Cái dừa quả hương còn gọi là cái dừa của Florida mai áo mì nè. Florida là cucurbit nè. We have all the palm tree in Florida. Coconuts or palm tree, whatever. Okay. Goodbye everyone. Okay. It's my, I done my palm tree or coconut, whatever you think. It's okay. Okay with that. Thank you. Bye bye.